Hội chị em thân thiết của nhân vật Yến. Dạ, em Nam Thư xin chào tất cả các anh chị em báo chí, các bạn, các đồng nghiệp hôm nay đã có mặt ở đây. Hôm nay tôi đứng đây, tôi xin đại diện cho toàn bộ các anh chị em, không, toàn bộ các chị em, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân, Kỳ Duyên, chúc mừng Dương Hoàng Yến đầu tiên là Nam Tiến. Xin một tràng vỗ tay cho chị Nam Tiến này của Dương Hoàng Yến ạ. Lo lắng, cảm xúc của Thư hôm nay tới họp báo của Dương Hoàng Yến là hết sức lo lắng. Bởi vì khi mình coi cái trailer, rồi mình coi cái poster và cái sự kết hợp của Dương Hoàng Yến với Isaac thì mình cũng hơi bị lo lắng. Thẳng thắn rất lo lắng ha. Bởi vì khi mà Isaac kết hợp với ai mà nổi tiếng thì mọi người cũng đã tự hiểu rồi. Và cái màu này nữa, Thư cũng rất sợ cô em gái của mình bị trùng. Nhưng rõ ràng khi hôm nay MV coi xong, mọi người thấy là tôi đi họp báo lúc nào cũng hơi bị ồn ào khi mà ngồi nghe, tại vì hay hú hét, hay cổ vũ. Nhưng mà hôm nay ngồi đứng im lặng, coi từng giây hình một, coi thử cô em mình làm như thế nào, như thế nào. Đây cũng là bạn quay cái MV Xe Anh Đâu Tới Đâu Đến Đó đúng không? Cũng là em đúng không? Thì cũng biết cái style của bạn này. Coi xong MV thì chị cảm thấy hết sức là nhẹ nhõm nha Yến. Bởi vì, đây, màu này màu Dư Hoàng Yến, không có trùng với màu của ai cả. Đầu tiên đó là tín hiệu hết sức đáng mừng. Thứ hai nữa là cô này lột xác rồi, trước giờ chỉ hát nhạc buồn thôi đó. Ai thất tình thì kiếm Dương Dương Mỹ nghe đó. Nhưng bây giờ một màu khác, hoàn toàn khác. Rõ ràng là cái sự nam tiến của em, em đã chuẩn bị rất kỹ, rất kỹ, kỹ từ cái khâu mà quay từ năm ngoái, từ năm nay tới mới bung ra. Và không biết nữa, nhưng mà tôi cảm thấy khi mà mình đứng đây, mình được đứng trong một cái họp báo của một nghệ sĩ thật lực, ngồi ở đây cũng có cả chị Võ Hà Trâm nữa, với những cái giọng hát như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta không ủng hộ. Rất mong tác phẩm của Dương Hoàng Yến, bài này của Dương Hoàng Yến sẽ nhanh leo top một cách nhanh nhất ha. Hai chị em cùng leo ha, tạm thời bây giờ ai cũng leo ha. Một lần nữa chúc mừng Dương Hoàng Yến top 1 trên đinh nha. Dạ, cảm ơn chia sẻ của Nam Thư. Có một cái ý của Nam Thư mà tôi rất là thích. Thật ra bây giờ theo trào lưu là các anh chị có thể để ý là các ca sĩ thích cover lại những cái ca khúc hit của nhiều thế hệ đi trước hoặc những ca khúc nước ngoài. Cho nên là việc đầu tư cho một cái sản phẩm MV mà tôi không biết con số chính xác nhưng tôi nghĩ là cũng phải trên cả tỷ đồng. Thì cho một cái sản phẩm này thì chắc chắn đó là điều không dễ dàng. Nếu như mà chúng ta mãi đi một cái con đường mà nhiều người đang đi mà quên mất rằng mình cần phải có những sản phẩm âm nhạc đầu tư một cách chỉnh chu và chất lượng để nó đi một cái con đường dài, thì tôi nghĩ đây là một cái định hướng rất là đúng của Dương Hoàng Yến. Thế thì nhân đây tôi cũng muốn mời Võ Hà Trâm, người vừa cách đây vài ngày và hiện giờ là cái MV của Võ Hà Trâm cũng đã được quý vị khán giả rất là yêu mến, giới thiệu cách đây vài ngày và đầu tư cũng rất là nhiều. Thế thì khi xem một cái người bạn đồng nghiệp của mình, một giọng hát cũng rất là thật lực mà chúng ta phải gọi là rất là tiềm năng. Vâng, thế thì hai cô giáo, thưa quý vị, mừng hai cô giáo, thì bây giờ thôi, bây giờ Võ Hà Trâm có thể chia sẻ một chút cảm nhận khi xem cái MV Cơ Cả Thế Giới này được không? Dạ, thật ra em đứng ngay cho dễ thấy anh chị em của mình. Xin chào Hà Trâm, được gửi lời chào tới tất cả các anh chị em và những người bạn, những người thân thương của Dương Hoàng Yến. Ngày hôm nay chị rất là vui khi mà chị được đến đây để xem một chiếc MV rất là đầu tư của em. Mọi người biết không, ngày hôm qua Yến có nhắn tin cho Trâm và hai chị em cũng có chia sẻ. Yến cũng nói cái tâm tư tình cảm của Yến với sự xúc động của Yến cùng với cái dự án của Trâm, và Trâm cũng đã chia sẻ với Yến rằng em cũng như chị, chúng ta cũng đã đi miệt mài, cố gắng miệt mài, và bây giờ sẽ là lúc chúng ta nếm những cái quả ngọt của sự miệt mài đó. Và Yến cũng đã nói là tụi mình đã đi gieo hạt rất là nhiều và bây giờ nó đã nảy mầm. Cái Cơn Cả Thế Giới của Yến thì ban đầu Trâm cũng có cái lo lắng giống như Nam Thư vậy, bởi vì đây là cái màu sắc hiện tại đang rất là chuộng của rất là nhiều các nghệ sĩ. Nhưng mà Yến lại mang một cái màu sắc mới, đó là đưa cái hài ở trong đó mà ít khi mọi người có thể thấy được cái khía cạnh đó của Yến, mà em diễn rất là đạt luôn, rất là lầy. Chị tưởng một mình chị lầy thôi, nhưng mà trong MV này chị cũng thấy cái sự lầy đó của em. Một cái màu sắc tươi mới, trẻ trung, và chị nghĩ nó rất là phù hợp với Gen Z, phù hợp với cái thị trường rất là sôi động hiện tại. Và một lần nữa chúc mừng Yến đã mạnh dạn quyết định nam tiến, tại vì đây là một cái thị trường rất là nhiều cơ hội để em có thể tung xõa.
với những và cái điều mà Trâm cảm thấy rất là vui là những bạn mà đi lên bằng thực lực như Trâm hay là như Yến có một thời gian dài để cố gắng phấn đấu và ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả và ngày càng có nhiều tiền để làm những cái MV chất lượng như thế này, đó là một tín hiệu rất là tốt. Hy vọng là Yến sẽ vẫn giữ cái niềm đam mê đó, giống như là Trâm không bao giờ bỏ cuộc, tụi mình không bao giờ bỏ cuộc. Và ngoài cái việc là không bao giờ bỏ cuộc trên con đường âm nhạc, tụi mình cũng không bao giờ bỏ cuộc trong cái việc đào tạo thế hệ trẻ, và tụi mình trao truyền những cái gì tốt đẹp nhất và cho các em thấy là những cái nỗ lực của những người nghệ sĩ thực lực sẽ như thế nào để các em luôn luôn phấn đấu. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn Trâm. Trâm ơi, 10 điểm. Trời, đẹp. Đẹp mà còn nói chuyện hay nữa, cảm xúc. Có một cái... Mọi người ơi, vậy là bây giờ Dương Hoàng Yến 5 tiếng rồi. Các bầu show ơi, các nhà sản xuất ơi, mời show Dương Hoàng Yến nha. Các bạn biết, tôi biết, biết tại sao mà Dương Hoàng Yến khóc không? Tôi thì tôi cảm nhận như thế này là tại vì quý vị biết không? Xin lỗi chia sẻ một tí xíu để quý vị cảm nhận. Dương Hoàng Yến trước đây khi mà đi thi cuộc thi The Voice thì lúc đó, tại vì trong một cái talk show của mình tôi có hỏi, thì lúc đó là một cái câu chuyện gia đình. Lúc đó mà mẹ như Dương Hoàng Yến thật sự là trong cái giai đoạn vô cùng khó khăn. Thế nên là khi mà cô ấy thi mà cô ấy đạt được một cái giải thưởng và một cái sự chú ý rất là lớn á, thì Yến đã tạm gọi là quay trở về bên cạnh cái công việc, bạn ấy phải dành thời gian cho mẹ của mình. Và để khi mà cái sức khỏe của bà ổn định, Yến mới quyết định thực hiện một cái quyết tâm mà các anh chị em ở đây khuyên rất là nhiều lần là tại sao em làm nghệ thuật ở phố vào thành phố Hồ Chí Minh đi. Nhưng mà khuyên là một chuyện, mà quý vị phải hiểu một chuyện là vào đây rồi ai giúp thân cô thế cô. Thật ra Yến ở Hà Nội, tại vì tôi đi show nhiều tôi biết, Yến rất là nhiều show ở khu vực miền Bắc. Nhưng với thị trường miền Nam á, không phải ai cũng bầu show nào cũng biết nhiều đến Yến, mà bà chỉ thường chỉ hát trong những cái event. Khi mà Yến quyết định Nam tiến thành phố Hồ Chí Minh, bản thân tôi cũng lo là tại vì cô này cũng làm gì cũng chỉ có một mình. Rất may là gần đây thì Yến đã tìm được quản lý với lại ekip của mình để giúp đỡ cho bạn để mà có thể lập nghiệp tại đây. Và khi mà nghe Trâm chia sẻ cái câu chuyện đó thì nó giống như Trâm, có nghĩa là Yến làm cái gì cũng tới mình, hết mình. Dù đó là đồng cuối cùng cũng phải đầu tư vô trong cái sự nghiệp, đúng không ạ? Thì nhân cái câu chuyện đó em có thể chia sẻ một chút cho mọi người biết là cái quyết định Nam tiến này cho đến hiện giờ của em á, là em suy nghĩ như thế nào? Và với những gì mà Võ Hà Trâm vừa mới dành tình cảm thì em suy nghĩ ra sao? Phải nói là với em thì đến thời điểm này thì quyết định Nam tiến là một quyết định đúng đắn á. Vì ngay từ cái ngày đầu tiên mà em quyết định là em tính từ cái ngày đầu tiên là em thuê nhà ở Sài Gòn này, thì là em tính là em đã có một cái may mắn ngay lập tức rồi. Tức là công tự dưng ngày đó, hôm đó là em đi tham dự fashion show của những thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, thì em lại được một giải thưởng nhỏ nhỏ ở đó, mặc dù em chỉ là khách mời đến thôi nha, là em lại được cái giải thưởng da đẹp Giáng sinh. Là em đã không biết vì sao mà ngày đầu tiên mới bước chân vào Sài Gòn mình là khách mời đi dự mà mình lại được lên nhận giải thưởng. Thì em thấy là đây có lẽ một tín hiệu mừng đối với mình. Và từ đó là thấy là mình gặp may mắn rất nhiều, mặc dù là cái thời gian đầu khi mà Nam tiến đi rất là vất vả, thì vừa vẫn sắp xếp công việc ngoài Hà Nội và vừa bay vào trong Sài Gòn. Thì em thấy là, nhưng mà em đang cảm thấy rất là mãn nguyện và rất là hài lòng khi mà tất cả những cái con đường đi mình đang đúng đắn và cũng mình đang đi đúng cái trường năng lượng của mình. Qua chia sẻ thì thật ra Tiến cũng, cũng là một người theo hệ tâm linh, cũng hơi tin một chút về cái tín hiệu của vũ trụ. Thưa quý vị, không hơi mà quá đúng không ạ? Vâng, thưa các anh chị, chúng tôi có một vài cái giao lưu nó vui vui một tí xíu hoặc là có xúc động tí xíu để quý vị cảm nhận. Thì bây giờ cho phép các anh chị chúng ta không khóc là tại vì hạnh phúc chứ không phải khóc kia. Mình xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi cho Dương Hoàng Yến cùng với lại đạo diễn Nguyên Lê để tìm hiểu rõ hơn về cái MV này ạ. Xin mời các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Thấy có nhiều cái sản phẩm tiếp theo nữa ra đời sẽ như thế nào? Thì rất là mong mọi người cũng sẽ ủng hộ cho cái hành trình tiếp theo của Yến như vậy, được không ạ? Nhưng cái ý hồi nãy Yến nói thì tôi nảy ra một ý nữa là có phải là vì Yến sợ là mình đã có nhiều cái clip viral trên mạng về cái việc khoe giọng quá nên sẽ người ta sẽ khó mời show, mình sẽ khó mời những cái show đại chúng hơn, nên Yến phải ra một cái bài này để cho mọi người biết mình có thể hát được nhiều loại nhạc
để giống như đánh tiếng với các bộ show là tôi cũng có thể hát nhạc này nhạc kia chẳng hạn. Thêm ý thứ hai nữa là muốn hỏi anh đạo diễn là cái câu này tôi không có ý muốn so sánh, nhưng mà nó đã quá ấn tượng vì với cái bài Để Vị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thị Linh, thì ngay cả đi táp cái phần gian tấu nó cũng có vài chỗ làm tôi nhớ lại cái bài đó. Và cái khúc mà nhảy Yến và cái bạn trai nam chính nhảy á, thì tôi bị ấn tượng như vậy. Thì không biết là anh đã xem MV của Hoàng Thị Linh chưa, và có bị một áp lực là mình phải làm khác đi hay không? Thực ra thì đạo diễn của MV Để Mình Nói Cho Mà Nghe thì cũng là bạn thân của em, nên là thực ra thì đối với cả anh em bọn em ở trong nghề thì thực ra cũng không có những cái áp lực như thế đâu ạ. Thực ra đối với em thì cái áp lực của em ở trong cái sản phẩm này thì nó lại ở một cái hướng góc độ khác, tức là làm sao để mà thể hiện được một cái hình ảnh của chị Yến nó khác đi và nó có một cái sự giải trí hơn và vui nhộn hơn, chứ không phải rằng là cái áp lực của em thì không đến từ cái việc rằng là mình bị so sánh hơn giống ai hay không. Bởi vì đối với em thì bất kỳ một cái sản phẩm nào của bọn em làm thì nó đều tới từ trái tim, nó đều tới từ cái việc mà mình muốn làm, chứ không phải là mình đi nhìn vào người ta và mình xem rằng là ồ, người ta làm thế này mình phải làm hơn hoặc mình phải như nào cho mình không giống người ta. Bọn em làm bất kỳ một sản phẩm nào thì đều đến từ trái tim và đến từ đúng cái mục đích là mình muốn làm nó như này thì bọn em sẽ làm nó ra như vậy. Rất là trộm vía là công việc của em rất là ổn định và em cũng diễn rất là nhiều những cái sân khấu lớn nhỏ, rồi có cả những sân khấu rất là đại chúng, và em vẫn lựa chọn cái ca khúc, kể cả có cả các ca khúc khoe giọng hay là có cả ca khúc nó gần gũi với cả công chúng hơn, thì em nghĩ là đây cũng là một trong những lựa chọn mà em có thể là đa dạng cái phong cách của em hơn, để ví dụ trong một chương trình thì em có thể thể hiện nhiều cái style âm nhạc khác nhau qua mỗi một ca khúc ạ. Vâng, cảm ơn anh cho em nói thêm một cái ý nữa để anh thấy được là thực ra có nhiều ca khúc ra đời cả năm trước nhưng cả năm sau nó mới hot. Là tại vì sao? Tại vì khi mà lên những cái nền tảng khác, các bạn ấy cùng với cái nền tảng của ca khúc đó, các bạn sáng tạo ra những cái điều nhảy mới hoặc là lồng vào trong những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì cái chất nhạc ấy nó đôi khi nó lại viral và nó sẽ trở nên rất là phổ biến. Dạ em xin chào toàn thể anh chị. Dạ em tên là Yumi, em là thành viên của Cánh Hát Đô Tư Hương Nam. Thì em xin hỏi chị Yến một câu. Như hồi nãy là chị Thư có chia sẻ là chị Yến có thể là tiết lộ MV mình bao nhiêu tiền được hay không? Và câu hỏi thứ hai thì chị có thể cho Cánh Hát Đô Tư Hương Nam chúng em biết một cái cảm nhận là khi chị đã diễn tại sân khấu Đô Tư Hương Nam thì cảm xúc của chị như thế nào đối với khán giả của Cánh Hát Đô Tư Hương Nam? Dạ em cảm ơn ạ. Bé Dung mình được thoải mái, mình được cốt của em hả? Dạ em được thoải mái tung tẩy vào đúng rồi ạ. Đó là em cứ thoải mái, em muốn làm gì em làm, và em muốn là có ạ, và em có dạy các bạn hát và cái đoạn đấy rất là viral ạ, và rất là vui khi mà diễn ở sân khấu đó thì cảm giác được gần mọi người nhất và cảm giác như là chúng ta như là một gia đình á. Em cứ lên sân khấu và em cùng với cả đoàn Lô Tô Hương Nam là nhảy quậy tung trời trên sân khấu và khán giả ở dưới rất thích và em cực kỳ thích, mà em cũng chỉ mong là sẽ có thân được nhiều dĩ hơn nữa để đến với Lô Tô Hương Nam và để được gửi tới khán giả của Lô Tô Hương Nam nhiều ca khúc hay hơn nữa. Số tiền ạ. cái tiền là anh Kha không quên được đấy. Dạ được ạ, con số cũng lên đến tiền tỷ ạ. Lên tiền tỷ, và nếu mà tính cụ thể chắc là em nghĩ là để em nhớ em cộng vào thì khoảng hơn tỷ ạ. Cộng luôn chị ạ. Chắc cái này em phải hỏi anh Duy, cứu anh Duy. Vâng, khoảng tỷ mấy ạ, chưa đến tỷ rưỡi ạ. Ra thì cũng hơi khó là để có thể con bé này thật thình à. Vâng, em thật thà lắm, thật sự luôn à. Không, không có ai như em đâu Thư à. Vâng, thưa quý vị các anh chị thông cảm là tại vì chưa có thống kê nên chưa biết con số chính xác, nhưng mà chắc là các anh chị nhiều khi em nói tỷ rưỡi là còn ai báo giật vô Hoàng Tiến đầu tư 1 tỷ rưỡi cho cái MV này đấy. Nói chung là bé nó chưa có tổng kết chính xác các anh chị ạ. À.